Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Hôm nay mà anh sẽ giới thiệu với mọi người một cái vị trí căn nhà mà hôm trước là em đã quay rồi, nhưng hôm nay sẽ quay căn khác nha mọi người. Căn này thì với cái diện tích xây dựng là 33m², hướng nhà là hướng Tây Nam và được thiết kế xây dựng là 4,5 tầng, giá chào bán là 1 tỷ 780 triệu, ô tô có thể vào nhà mọi người nhé. Đây chính là vị trí của cái căn nhà này đây. Hôm trước thì em và anh quay cái căn bên cạnh và hôm nay em sẽ quay căn cuối cùng nha mọi người nhé. Căn cuối cùng này lô góc là có cửa sổ hướng ra phía bên hông này, rất là thoáng, rất là mát. Đấy, mọi người có thể nhìn về cái phía mặt tiền của ngôi nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đi mọi người. Được sơn màu trắng rất là đẹp. Cửa của ngôi nhà, cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là cửa cuốn. Đó. Đây, mọi người ơi, rất là rộng. Căn nhà này với cái giá chào bán chỉ 1 tỷ 780 triệu đồng thôi và ô tô có thể vào trong nhà. Ngõ ở trước nhà này là 5m mọi người nhé, rất là rộng, vô cùng rộng luôn. Và đặc biệt là cái vị trí này cách cái trục đường ô tô, hai ô tô tránh nhau nó chỉ rơi vào khoảng tầm 30m thôi mọi người ạ. Đây chính là phía phòng khách của căn nhà mọi người nhé. Nó hơi bừa bộn một chút, nhưng mà thôi em vẫn cứ quay cho mọi người. Vì là có những căn chưa quay thì đã bán mất rồi, cho nên là cứ quay nếu như mà khách nào mà có nhu cầu đi xem thì nên cân nhắc sớm ạ. Bên em đã hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống trần thạch cao rồi mọi người. Đây mọi người có thể quan sát luôn. Trần thạch cao trang trí rất là đẹp. Mà mọi người vào phía căn phòng bếp cùng em. Đây, phòng bếp của căn nhà được bố trí cũng rất là hợp lý. Tủ bếp là tủ gỗ thịt và được sơn màu ghi mọi người nhé. Gỗ thịt và sơn màu ghi khá là tinh tế và thực ra là rất trẻ trung. Tầm độ tuổi nào mà sử dụng cũng được mọi người ạ. Đây chính là phía bên dưới. Mặt bếp được ốp đá granite màu vàng mọi người nhé. Và đây là xung quanh của cái bếp này là được ốp kính cường lực màu xanh, rất đẹp. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh phụ mọi người nhé. Nhà vệ sinh phụ này thì là được trang bị đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, máy bơm nước tổng cho toàn bộ hệ thống ngôi nhà. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em. Đây mọi người nhìn thấy tay trụ cầu thang cũng như là tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi, rất là đẹp. Đây mọi người nhìn. Đó, rất là đẹp mọi người nhé. Ở phía cầu thang với lại phòng khách là được tách biệt bởi một cái vách gỗ CNC trang trí cũng khá là đẹp mắt. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Đây mọi người có thể quan sát với cái lô này, nó là lô góc cho nên là cái bên hông này mở cửa gió vào nhà rất là mát mọi người ạ. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em ánh. Tầng 2 được thiết kế gồm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì bên em chỉ khoảng tầm nay hoặc mai là bên em sẽ lắp bồn cầu. Đây mọi người nhìn này, bồn cầu liền khối. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Wow, phòng ngủ này phải nói cực kỳ rộng mọi người ạ. Đó, và có cửa sổ hướng ra bên phía bên ngoài lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong một cái ngôi nhà này. Đó. Phía cửa chính, cửa phòng, cửa thông phòng là được làm bằng cửa gỗ mọi người nhé. Có cái tên là Abedu. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Cái căn nhà này thì thực sự nó còn đang vào hoàn thiện một chút xíu nữa, nên mình sẽ chỉ quay sơ qua cho mọi người để mọi người có thể cảm nhận được và mọi người cân nhắc để mình đi xem thôi. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, mọi người có thể xem qua thôi. Đấy, mọi người có thể nhìn qua. Mời mọi người hướng lên phía tầng 4 cùng em.
Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 được thiết kế tương tự giống hệt nhau mọi người nhé. Giống hệt nhau. Đó. Đó, được thiết kế tương tự nhau. Cho nên là em sẽ quay cái căn này, thực sự sẽ quay rất là nhanh. Xin mọi người hướng lên hướng tầng 5 cùng em. Tầng 5 của ngôi nhà ở đây. Ở đây là khu để máy giặt mọi người nhé. Đây chính là khu để máy giặt. Mời mọi người hướng ra phía sân phơi. Wow, sân phơi cũng rộng lắm mọi người ạ. Vô cùng rộng luôn. Rất là thoáng. Về cái vị trí căn nhà thì em có nói rồi. Cái căn nhà này em cũng chỉ quay qua cho mọi người thôi, vì thực tế ra để mà nói thì còn chưa lắp đồ thiết bị, cũng như là một số phần hoàn thiện điện nữa thì chưa xong. Nên là cái giá chào cũng như là em nói ngay từ đầu rồi. Mọi người, nếu như mà muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em ánh, 0983013403 hoặc 0888041444 mọi người nhé. Mọi người nhớ là bấm like cũng như là bấm đăng ký kênh và nhớ ấn chuông để có thể nhận được những cái video đầu tiên em ánh quay tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.